Thi Phương lực thảm sơn hà, vạn phu mặc địch. Thiên Dương lực thảm sơn hà, vạn phu mặc địch. Minh Giáo nhật chí quang minh đỉnh, cửu dương chuyển càn khôn. Minh Giáo nhật chí quang minh đỉnh, cửu dương chuyển càn khôn. Dành tặng cả giang sơn, xin cho anh một bóng hình kỳ nhân dĩ sĩ, quý nhập thân đủ tiên hoa. Nàng thanh thanh kỳ nhân dĩ sĩ, xuất quý nhập thân. Hỡi nhân gian ai hiếu cho Nhật Nguyệt dương đồ bá nghiệp đàm trung chiếu. Nhật Nguyệt trung thiên chiếu gia phù, Nhật Nguyệt vương đồ bá nghiệp đàm trung tiếu. Nhật Nguyệt trung thiên chiếu giang hồ. Tiêu Giao tử sinh Tiêu Giao thiên cung vân, cổ lại hoàng sự đông lưu thủy. Tiêu Giao hữu sinh Tiêu Giao thiên thu vân, cô lai vạn sự đông lưu thủy. Thúy Yên băng cơ ngọc cốt thành vô hải, thủy địa phong lai ám thương mạng. Thúy Yên băng cơ ngọc cốt thành vô hải, thủy địa phong lai ám hương mạng. Hoa sơn phiêu phong kiếm vũ, kiếm khí xung thiên. Hoa sơn phiêu phong kiếm vũ, kiếm khí xung thiên. Hoa sơn phiêu phong kiếm vũ, kiếm khí xung thiên. Tinh túc thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Lạc dương mây trắng xóa, tinh túc thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Chính nơi đây ta quyết tâm lập bang, dành Dương già dạng tiễn xuyên tâm, trấn áp quần hùng. Như ngọc ngà, như nụ tiên hoa. Dương gia vạn tiễn xuyên tâm, trấn áp quần hùng. Tình đâu nào có ta, hỡi nhân gian. Quốc sư đã chờ trong đại điện, mau theo tôi. Tiểu hữu, lần này ta mời người tới là có việc muốn nhờ. Những tiểu yêu này nếu hóa yêu cũng coi như là cơ duyên của chúng, chỉ là thiên tính tiểu yêu ngoan cố không thể để chúng tự do. Yêu linh thiên sinh địa dưỡng hóa chúng, thiếu hiệp hãy tới chỉ bảo, không làm hại tính mạng chúng. Thiếu hiệp thân thủ phi phạm, hãy niệm kinh văn xua đuổi tà khí. Thanh tâm chú còn có tên là Bàn Nhược Ba La Mật Tâm Kinh, do Tam Tạng Tổ sư dịch, có tác dụng minh tâm kiến trí, rất hợp để cảm hóa đám tiểu yêu này. Tiểu hữu quả nhiên có tuệ căn. Thiếu hiệp, ta dẫn người đến Tàng Tinh Các. Mười chín năm trước Từ Ân Tự bị cháy lớn, các loại kinh điển trong Tàng Kinh Các bị ảnh hưởng. Nay điển tích trong Tàng Kinh Các đều do quốc sư thu thập biên tập. Phật nói hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Câu này có nghĩa là gì? Tiểu hữu bản chất thông minh, có lòng từ bi. Thiện tài, thiện tài. Phật ta từ bi nhưng có ánh mắt căm phẫn. Hành tẩu giang hồ, chỉ có tâm lòng từ bi là chưa đủ.
còn phải trừng trị gian tà. Mình nhai. Thiện tài, thiện tài, hạo kiếp sắp tới, liên quan sinh tử bách. Rằng thế gian sẽ gặp đại kiếp, khi chủ đi khắp bốn phương, có thể giúp lão đạo lấy lại Long Châu, trả lại yên bình cho thiên hạ. Long Châu là chí bảo luyện từ thần thông của chính vị thần minh, uy lực rất lớn. Gia sư Tam Tạng Pháp Sư mang từ Thiên Trúc về Đại Đường, dùng pháp lực kích hoạt uy phục tứ phương, mới có được thịnh thế như ngày nay.